iPhone nha. Paragon BS 1200. Mấy cấu hình khủng nhất của dòng xe Paragon. Đây các bác có thể xem đồ mới, đồ đẹp của sản phẩm nha. Nhưng con này các bác chơi phần lớn thoải mái luôn, 45 dù là vô tư nha bác. Paragon nó luôn uy lực. Và cái chất âm của nó tuyệt vời. Nên giá thành nó luôn luôn cao hơn những cái hãng khác nha các bác. Đây là con series 301 này các bác, 1133 nha. 1133. Rồi tiếp tục con thứ hai. Vâng, sau đây em mời các bác cùng xem con Paragon thứ hai BS 1200. Phía trước máy các bác và cùng các bác cùng xem đồ mới từ những văn của sớ nha các bác, phần gỗ này các bác. Đấy. Logo Paragon góc cạnh. Kèm vô nha các bác. Này. Kèm hết nha các bác, tất cả đều kèm. Vì những cặp những lo dẫn lo tuyển về nha. Các bác nhìn cùng vân gỗ này. Rồi, đấy. Bể nó là về sao chứ tem người ta dán là còn nguyên hết nha các bác. Đây, các bác tổng quan cảnh tiếp theo này. Đấy, rất đẹp luôn nha. Vân này các bác. Đây là phía sau. Con này series là 13178 này các bác, 13178 nha. Con này 13178. Cái này các bác có thể về gửi ra tại bên nước ngoài ha. Hệ dán. Ba lỗ thông hơi. 13178 nha các bác, tổng quan này các bác. Xem góc cạnh nha. Con này 13178 nha, bạn nào yêu thích thì alo cho em, hàng sưu tầm nha. Những con súp này là sưu tầm, những con mà đời lớn nó hiếm hàng lắm. Bên em cũng có những dòng Rebeller bình dân tầm mười mấy các bác, như là BB12 nè, Yamaha FR800 nè. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có muốn sở hữu một trong những con súp khủng của Paragon model BS 1200 thì liên hệ cho em. Về được hai em hoa hậu nha. Giá là 20 bao ship được tặng kèm một bộ dây kết nối. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sáng nay về chỉ được một con súp Paragon khủng long hết số của dòng Paragon, đó là Paragon BS 1200 V4 nha các bác. Những dòng V thì nó thiết kế gọi là bo tròn, kiểu là bombo các bác, chứ không như con 1200. 1200 thì nó sẽ đời đầu nó sẽ là vuông vánh và nam tính hơn. Còn lên Veren 2, Veren 3, Veren 4 và trước mấy các bác là con Veren 4 rất mới, cực mới nha. Các bác là sưu tầm thì liên hệ cho em. Giá là 21.500.000 bao gồm phí ship. Và sáng nay chỉ về một con shop này thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo, giá trên bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây kết nối tín hiệu AV 3,5m để các bác kết nối nha. Đó là quà tặng kèm khi các bác mua shop bên em. Giá là 21.500 bao gồm những cái thứ đó rồi các bác. Chuyển khoản đủ thì bớt 200.000 vẫn bao ship và được tặng kèm một bộ dây. Rồi em mời các bác cùng xem độ đẹp nha. Này. Về chỉ có một em duy nhất thôi, bác là sưu tầm thì liên hệ nha. Trước tiên em mời các bác xem góc cạnh phía trên này. Những con này hiếm đó các bác, về hình 4 nha. Và niềm gọi là Paragon 1200 V4 thôi. Thùng thì nó gọn hơn con 1200 nha. Vừa rồi em về được 1202 con và đã giao một con rồi. Và còn một con bác còn lấy thì alo cho em. 1200 thì đời đầu nhất thì bên em đang giao các bác là 20.300.000 đấy, bao gồm phụ kiện. Còn con này là 21.500. Các bác cùng xem đồ đẹp nha. Ngắt ngay khỏi tay. Đây là lỗ thông hơi. Con V4 thì nó có hai lỗ thông hơi mà rất là to. Còn con 1200 đời đầu thì nó sẽ có 3 lỗ nha các bác. Các bác sẽ thấy được cái bát bên trong.
1200V4, 120V nha các bác, 120V. Mới kiến công nha. Đây các bác cùng ngắm nha. Đây là phía trên, phía trước là logo là của Paragin. Thật ngay nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng tận nơi nha các bác, tao tay bằng gỗ với trời đâu. Nói về Paragin là một đỉnh của shop rồi nha các bác. Thời bác nào chốt thì alo cho em nha. Về đồ đẹp khỏi cần bàn các bác. Những sản phẩm bên em được bảo hành là nguyên zin hết nha các bác, hoạt động hoàn hảo. Chỉ việc cắm đúng điện và sử dụng thôi, các bác cắm 110 đến 120 nha. Vì nó ở hàng là thị trường Mỹ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại 0978338142 hay là 0965 77027 để sở hữu con shop Paragin BS 1200V4.